Đúng 3 ngày tới, 4 con giáp uống cạn lộc trời, trúng số cực đậm, tiền vàng đầy tay. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Vâng thưa quý vị thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này đều hiểu rằng cuộc sống là những chuỗi ngày khó khăn vất vả, vui buồn thì nối tiếp nhau. Thế nhưng, cái điều quan trọng là chúng ta đối mặt với những khó khăn, những thử thách đó như thế nào. Ngày hôm nay có thể là một cái ngày mưa dông ngập lối, nhưng biết đâu chỉ ngày mai thôi sẽ là một ngày mà ánh bình minh rạng rỡ và mặt trời sẽ nhô lên, tưới cái ánh nắng chan hòa cho mọi vật. Vậy nên quý vị hãy vui vẻ lạc quan lên quý vị nhé. Dù ngày hôm nay là một trong những ngày khó khăn, khinh rẻ của cuộc đời, nhưng biết đâu ấy, khi mà may mắn mỉm cười, chúng ta lại có được cuộc sống trong cảnh là đủ đầy, trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Theo luận giải chính xác nhất của các bậc thầy tử vi cũng có tiết lộ, đúng 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thì có 4 con giáp nhờ ăn ở hiền lương, đức độ, chăm chỉ làm việc thiện mà sẽ được quý nhân phù trợ. Về trung vận và hậu vận thì cuộc sống an nhàn và sung sướng, con cháu thì đầy đàn, gia đạo thì yên ấm an vui. Vậy thì cái vận trình của 4 con giáp trong 3 ngày tới sẽ ra sao? Đó là những con giáp nào và cơ may nào sẽ đến với những con giáp này? Ngay sau đây sẽ là cái phần luận giải chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận thế của mình nhé. Thưa quý vị, ở trong 3 ngày tới thì con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất, những chú chó. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn thuận lợi và đón nhận nhiều cái tin vui trên phương diện sự nghiệp trong 3 ngày tới đây. Chỉ cần các bạn luôn không ngừng nỗ lực cố gắng tiến về phía trước. Bên cạnh đó, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ. Đấy, nó cho thấy các bạn là những người chăm chỉ cần cù. Một khi mà đã được giao cho nhiệm vụ gì ấy, thì các bạn cũng sẽ không thoái thác và luôn nỗ lực để hoàn thành ở cái mức độ tốt nhất. Ai cũng cảm thấy yên tâm khi mà giao cho các bạn những cái công việc trọng trách quan trọng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ thể hiện mình là một người mà khiêm tốn, ham học hỏi khi mà sẵn sàng thừa nhận những cái mặt bản thân còn yếu, không ngại hỏi những điều mà mình chưa biết. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 đây ấy, sẽ có một vài cái cơ hội tham gia khi mà gặp mặt hoặc là gì. Quý vị cũng có thể tham gia vào những buổi mà bồi dưỡng kiến thức hoặc là học thêm. Quý vị hãy nhiệt tình tham gia, bởi vì các bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức và những kỹ năng hữu ích góp phần phát triển cho tương lai, đồng thời cũng tạo dựng được những mối quan hệ tốt lành với mọi người xung quanh. Và quý nhân cũng sẽ xuất hiện ở đây đưa ra cho quý vị những cái lời khuyên hữu ích. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7 này, thì cái cát tinh nó cũng chiếu mệnh, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tuất dám tự tin, biết nắm bắt cơ hội và thể hiện cái quan điểm của bản thân. Đấy. Từ đó cũng sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và mọi người xung quanh. Một số người còn chạm tay vào cái cơ hội thăng tiến đó. Bên cạnh đó, cái phương diện tài lộc của những người tuổi Tuất trong thời gian tới thì cũng có những cái bước tiến triển bền vững trong cái thời điểm này. Có thể các bạn sẽ không phát tài hoặc là gì, không giàu nhanh chóng sau một đêm. Xong, các bạn vẫn kiếm được một khoản thu nhập ổn định, dư giả và không bao giờ thiếu tiền trong túi. Với những người làm công ăn lương thì các bạn cũng sẽ nhận được những khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Nếu mà chăm chỉ với các công việc làm thêm ấy, thì các bạn còn có thể nhận được thêm những khoản thù lao xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Còn với những người làm kinh tế thì các bạn cũng sẽ xây dựng được cái mối quan hệ xã giao rộng rãi, tốt đẹp. Đây cũng là cái thời điểm rất thích hợp để các bạn mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Đó. Quá trình mở rộng nó sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn, nhưng mà xung quanh các bạn luôn có những người giang tay giúp đỡ. Nếu mà có ý định khởi nghiệp trong thời gian này thì các bạn cũng có thể tiến hành dần, từng bước, không cần phải quá vội vàng. Chỉ cần phát huy được cái điểm mạnh của mình ấy, thì sớm muộn gì các bạn cũng sẽ có chỗ đứng trên thị trường. Đồng tiền nó cũng dần dần chảy vào túi ngày một nhiều hơn. Các bạn hãy mở rộng cái tư duy của mình và suy nghĩ theo cái chiều hướng khác biệt hơn. Các bạn sẽ tìm được lối đi riêng. Đấy. Còn nếu như mà làm việc một cách cứng nhắc, máy móc thì các bạn cũng mãi chỉ là những người bình thường trong cái tập thể hoặc là trên thị trường mà thôi. Đấy. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc hanh thông, sự nghiệp nó phát triển thì cái mặt tiền bạc của những người tuổi Tuất cũng sẽ gì ổn định hơn. Và bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất thì cũng sẽ nhận được nhiều cái điều cát lành. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Tuất nên sẵn sàng đón nhận những tin vui trên phương diện tình cảm của mình. Trong 3 ngày tới đây thì được sống trong những ngày hạnh phúc khi mà quý vị tìm thấy cái nửa kia đích thực của mình. Bên cạnh đó, cái vận đào hoa nó nở rộ, nó sẽ giúp cho những người độc thân ấy không khó để gặp được những người phù hợp. Những người ấy có thể xuất hiện trong những cái buổi giao lưu gặp gỡ bạn bè hoặc là gì ở ngay tại nơi làm việc, ngay tại nơi tổ chức các sự kiện. Dù hai người chỉ gặp nhau vô tình nhưng mà cũng có thể là ngay lập tức trò chuyện với nhau một cách là ăn ý. Hai người có nhiều cái quan điểm và cái mối quan hệ quan tâm giống nhau nên là có thể nói chuyện mãi mà không biết chán. Quý vị hãy giữ cái mối quan hệ tốt với đối phương. Còn trong thời gian này với những người đã lập gia đình ấy, thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự thấu hiểu và cái sự cổ vũ của những người thân thiết. Nhờ có người nhà mà các bạn có động lực hơn để cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi mà gặt hái được cái thành công ấy, thì các bạn cũng có nhiều người để mà gì để mà chung vui hơn. Các cặp vợ chồng thì cũng dần dần chín chắn hơn và có trách nhiệm với gia đình. Hai người cùng chung sức, chung lòng xây dựng cái tổ ấm, chứ không ai hoàn toàn tập trung vào cái lĩnh vực nào cả. Cả hai đều rất là trân trọng những cái gì mà mình đang có. Đó. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 âm lịch, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu may mắn được cục diện là Thân, Tí, Thìn là được năm nó tương trợ giúp đỡ, đúng không ạ? Và đến tháng thì được cục diện là Tị, Dậu, Sửu, nó là cục diện tam hợp đó. Và đến 3 ngày tới đây thì những người tuổi Dậu thì có thể là gì? Hoàn toàn yên tâm khi mà có nhiều cái tác động tích cực. Đấy, có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Nhiều cái cơ hội nó xuất hiện, nó mở ra cho các bạn. Đấy, thêm những cái triển vọng trong công việc, các bạn sẽ nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt sẽ gặt hái được những cái thành công rực rỡ. Con giáp này biết được cái khả năng của mình là gì nên là sẽ phát huy được đúng lúc đúng chỗ, khiến cho nhiều người phải kinh ngạc vì những cái gì mà các bạn làm được. Ngoài ra thì các bạn còn thể hiện được cái tài lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua những khó khăn và gặt hái được những thành công mới. Với những người làm lãnh đạo thì các bạn sẽ tạo dựng được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình khi mà luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi cái tình huống để có thể đưa ra những cái quyết sách đúng đắn, chính xác nhất. Công ty có thể đạt được những bước tiến mới trong thời gian này. Đó. Quý vị hãy chú ý đến cái cách nói năng, hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ rộng sẽ giúp cho các bạn tiếp xúc được với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn thì cũng không sợ và có thể là gì? Có được những cái may mắn nhất định đến với mình. Bên cạnh đó, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa. Nên là trong 3 ngày tới, khuyên các bạn nên dành thêm thời gian để làm các việc thiện, giúp đỡ những cái người mà đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Các bạn đối xử đẹp với mọi người thì sớm muộn gì trời xanh cũng an bài và quý vị cũng sẽ nhận được cái phúc báo đó, nhận phúc báo. Bên cạnh đó, công việc nó hanh thông thuận lợi, vậy nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu nhìn chung cũng khá là hanh thông, đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn gì cứ chăm chỉ làm việc thì ắt tiền kiếm được cũng sẽ được xứng đáng. Với những người làm công ăn lương thì những cái đóng góp của các bạn cũng sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho các bạn những lời khen có cánh với những cái thành tích hoặc là với những cái gì, những cái khoản thưởng nóng. Nếu mà tự tin với những cái gì mà mình làm được thì các bạn có thể tự đề xuất thăng chức tăng lương cho mình, khả năng được chấp nhận cũng rất là cao. Bên cạnh đó, xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Dậu trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì với những người làm ăn kinh tế, các bạn cũng đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình gì đầu tư của mình trước đó. Cái điều này nó cho thấy các bạn cũng đang có những cái quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa
tương lai các bạn sẽ còn nhận được những khoản tiền hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc là sắp xếp làm thêm ấy, thì cũng sẽ nhận được những khoản tiền thù lao dư giả. Các bạn cũng dần dần có chỗ đứng trên thị trường, nên là cái hợp đồng với đối tác thì cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng mà các bạn cũng cảm thấy là công sức của mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng, đúng không những người tuổi Dậu? Cái điều mà những người tuổi Dậu cần phải chú ý trong 3 ngày tới đây ấy, là hạn chế cái tính nóng nảy của mình để tránh những cái mâu thuẫn với khách hàng, với đối tác. Cái điều này nó không đem lại cái lợi ích gì cho các bạn, thậm chí nó còn khiến cho các bạn bị ảnh hưởng bởi cái danh tiếng hoặc là gây tác động không tốt đến cái doanh thu của các bạn. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi, cái hạn tiểu nhân hãm hại trong thời gian này, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó phát triển, tiền bạc thì nó bội thu. Vậy nên là gì? Cái phương diện tình cảm của những người tuổi Dậu trong thời gian này nói chung ấy đôi khi cũng không được như ý. Đó. Phần lớn là do cách hành xử của các bạn. Vì vậy, những người tuổi Dậu cần phải dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ không ấy không phải là lúc nào cũng nên trách móc người khác. Với những người đã lập gia đình thì các bạn và người ấy cần hạn chế tranh cãi với nhau vì những cái vấn đề nhỏ nhặt. Cái điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chớ nên nhắc đi nhắc lại khiến cho cả đôi bên cùng cảm thấy là gì, bực bội. Khi mâu thuẫn xảy ra thì các bạn cũng không nên nói những lời nóng nảy gây tổn thương cho người ấy, hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, đừng quát người ấy nghe theo mọi cái ý kiến của mình. Quý vị hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, biết đâu các bạn sẽ tìm ra cái hướng đi hoặc là cái cách khác phù hợp hơn. Trong thời gian này thì với những người độc thân ấy, cái phương diện tình cảm của các bạn cũng không có nhiều cái điểm sáng, chủ yếu là do các bạn quá lạnh lùng, tự tạo ra cái bức tường ngăn cách bản thân với những người xung quanh, khiến cho những người khác ngại gần quý vị và không dám tiếp cận. Khi mà có ai bày tỏ tình cảm của mình ấy, thì dù không thích đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên từ chối một cách phũ phàng. Hãy có cách hành xử khéo léo để đối phương không quá buồn bã hoặc là gì bị mất mặt. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai, không ai khác đó chính là những người Dậu. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái 3 ngày tới đây ấy, thứ 5, thứ 6, thứ 7, không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, căn cứ vào cái lá số tử vi trong 3 ngày tới đấy, thì những người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cái cơ hội, có nhiều cái vận may về sự nghiệp nó đến trong cái thời gian này nhờ cái quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý vị hãy luôn sẵn sàng cái tinh thần phấn đấu và các bạn cũng sẽ tạm chạm tay vào được cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này các bạn cần phải giữ được cái đầu óc tỉnh táo, nhanh nhẹn, nên là thường đưa ra được những cái ý kiến đóng góp chính xác, xác đáng, giúp tập thể giải quyết được nhiều cái khó khăn còn tồn tại trước đó. Thêm vào đó, các bạn rất là tự tin, sẵn sàng thể hiện cái bản lĩnh của mình, nắm cái vai trò lãnh đạo, hướng dẫn mọi người, nên là dần dần tạo được cái vị thế trong tập thể. Lãnh đạo có thể giao cho các bạn những cái nhiệm vụ quan trọng, những cái nhiệm vụ trọng đại, cất nhắc được thăng chức tăng lương. Vì thế, dù vất vả thì các bạn cũng hãy gì, đừng có ngừng cố gắng, rồi công sức của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng mà thôi. Với những người làm lãnh đạo thì các bạn có thể thể hiện được cái tầm nhìn xa trông rộng và đưa ra những cái quyết sách đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi cái lối mòn. Các bạn cũng có cách hành xử đúng đắn, biết cách quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, nên là cũng sẽ gì được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, trong tháng này thì tháng là tháng Tỵ đúng không ạ? Vậy nên là gì, bị cái nguyệt lệnh nên là nó ảnh hưởng. Thì đây cũng là cái dấu hiệu chứng tỏ những cái nguy cơ vẫn còn đang tiềm ẩn. Các bạn làm việc gì cũng cần phải thận trọng, không nên kiêu ngạo hoặc là lơ là, hoặc là gì, quý vị cũng đừng để sót những cái chi tiết nhỏ gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của công việc. Vì thế, để hóa giải những cái xung sát và gia tăng thêm cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc sự nghiệp nó thuận lợi anh Thông, thì cái tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ ấy cũng có những bước tiến vượt bậc trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 đây. Những cái gì mà các bạn gặt hái được ấy là cái thành quả cố gắng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, các bạn có thể an tâm mà tận hưởng và thưởng cho mình một cái món quà nào đó. Với những người làm công ăn lương thì các bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, nên là không thể thiếu các khoản thưởng nóng, các khoản hoa hồng. Thậm chí có một số người còn nhận được quyết định để được thăng chức tăng lương. Nếu như mà thấy tự tin vào cái thành tích và cái cống hiến của bản thân cho tập thể thì các bạn cũng có thể chủ động đề xuất cái việc thăng chức tăng lương với lãnh đạo, khả năng cao cũng sẽ được chấp nhận. Còn với những người làm kinh tế thì bản mệnh khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường, nên là khách hàng đổ về ngày một đông đúc. Các bạn chỉ cần tập trung làm tốt trong lĩnh vực của mình ấy, thì không sợ đối thủ nào chơi xấu, tiền bạc cũng sẽ đổ về túi đều đều nhiều hơn. Trong thời gian này, những người mà có ý định khởi nghiệp hoặc là làm thêm các công việc tay trái thì cũng có thể bắt tay vào tiến hành ngay. Đấy. Tất nhiên, cái bắt tay vào một cái công việc mới thì các bạn sẽ không tránh khỏi những cái trắc trở. Xong, các bạn hãy kiên định và tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào cái công sức của mình sẽ không bao giờ bị uổng phí. Đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì tiếc rằng cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tỵ cũng không được suôn sẻ như cái sự nghiệp của họ. Có thể là công việc quá bận rộn, các bạn quá tập trung vào cái sự nghiệp nên lơ là đi cái mối quan hệ. Đấy. Với những người đã lập gia đình ấy, thì dù bận rộn đến mấy, các bạn cũng nên dành thời gian để trò chuyện, quan tâm đến những người thân. Đặc biệt, các bạn không nên dồn mọi cái trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, con cái lên đầu người ấy. Nếu như mà bận rộn quá đến mức là không thể sắp xếp được thời gian thì các bạn nên chủ động trao đổi với vợ chồng của mình ấy, để hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau. Thì ngoài ra, các bạn cũng cần đặt bản thân mình vào vị trí của người ấy, không nên đưa ra những cái yêu cầu vô lý bắt người ấy phải nghe theo. Nhiều khi ấy, những cái điều mà các bạn cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt nhất cho cả hai người. Còn thời gian này thì những người độc thân ấy, có vẻ quan tâm đến cái sự nghiệp cũng như cái sở thích cá nhân hơn là gì xây dựng một cái mối quan hệ với những người nào đó. Chính vì vậy mà các bạn thờ ơ trong cái việc trò chuyện, tiếp xúc với những người khác giới. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý hơn khi mà hành xử với mọi người, chớ đưa ra những cái lời từ chối quá phũ phàng hoặc là gì cố tình làm ngơ cho đối phương. Các bạn cần phải tìm ra cái cách hành xử tử tế hơn, tế nhị hơn, đừng có làm tổn thương đến những người chân thành với mình. Đó. Vậy nên các bạn luôn nhớ nhé, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, sự nghiệp của những người tuổi Mùi trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3 ngày cuối tuần ấy, thì đây là cái thời điểm mà những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội đón nhiều cái tin vui trên phương diện sự nghiệp. Đấy. Nói chung ấy, được nhiều cát tinh nó che chở, nó giúp đỡ, lại được nguyệt lệnh ủng hộ. Vậy nên nó sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái cơ hội, cũng như là gì, nhiều cái may mắn mà nhiều người mong muốn cũng không thể có được. Với những người mà tham gia thi cử tuyển dụng trong thời gian này thì các bạn sẽ tự tin phát huy cái vốn hiểu biết của mình, nên có thể là gây ấn tượng tốt đẹp với giám khảo hoặc là với nhà tuyển dụng. Vậy nên quý vị hãy cứ tự tin thỏa thuận cái mức lương hoặc là một vị trí mà mình mong muốn, khả năng cao các bạn sẽ được đáp ứng tất cả. Với những người làm công ăn lương thì các bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nên là công việc có thể hoàn thành một cách nhanh chóng hơn so với dự kiến. Thậm chí là các bạn còn có thể là những người mà chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, cho đồng nghiệp của mình. Những cái thành tích đạt được trong công việc có thể giúp cho các bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương cũng sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều cái cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện cái kỹ năng. Các bạn hãy khiêm tốn học hỏi, các bạn sẽ tiếp thu được những cái kiến thức hữu ích có giá trị cao cho cái sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, trong thời gian này thì có một vài cái hung tinh nó cũng rình rập,
thi thoảng nó vẫn sẽ đem đến cho các bạn những cái rắc rối đấy. Vậy nên những người tuổi Mùi nên tập trung vào cái nhiệm vụ, không nên khoe mẽ ra vẻ ta đây, khiến cho kẻ xấu nổi lòng tham tìm cách mà cướp mất công lao của các bạn, hoặc là gì, hạ bệ danh tiếng của những người tuổi Mùi. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những thị phi xung sát, đem lại cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó phát triển, thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi Mùi cũng xuất hiện rất nhiều cái điểm sáng trong thời gian này. Dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa, thì các bạn vẫn có thể kiếm tiền về đề túi, dùng dính chi tiêu. Với những người làm công ăn lương, thì những cái cống hiến cho tập thể cũng sẽ giúp các bạn nhận được một khoản thưởng nóng, hậu hĩnh, xứng đáng. Thậm chí là cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho các bạn nữa. Các bạn cũng gì có thể chủ động xin tăng lương, thăng chức nếu như mà thấy công sức của mình bỏ ra xứng đáng với cái điều đó. Chắc chắn cấp trên cũng gì muốn giữ chân một người xuất sắc như các bạn. Còn với những người làm kinh tế thì các bạn sẽ niềm nở, nhiệt tình nên là cũng sẽ thu hút được cái lượng khách hàng lớn. Bên cạnh đó, các bạn còn không ngừng thay đổi bản thân để bắt kịp với xu thế của thị trường. Nhiều người còn mua hàng của các bạn cũng sẽ quay lại ủng hộ lần sau. Thêm nữa, trong 3 ngày tới thì cái vận quý nhân ỗ vượng, quý nhân xuất hiện còn có thể đem đến cho các bạn những cái cơ hội mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Tất nhiên, các bạn cũng sẽ phải khá là vất vả, nhưng các bạn làm đến đâu thì thấy hiệu quả đến đấy. Nên là lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng và cái sự quyết tâm. Mặc dù cái công việc kiếm tiền nó không hề dễ dàng, nó vẫn có một vài cái hung tinh đấy, nó cũng sẽ gây ra những rắc rối trên con đường tài lộc của các bạn. Khi mà có đồng tiền dư giả trong tay thì các bạn cũng không nên tin theo những lời dụ dỗ mua hàng của những người mình không quen biết. Các bạn có thể mua phải những cái sản phẩm kém chất lượng, dễ bị mất tiền oan đó. Vì thế quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Bên cạnh đó, nói chung ấy, trong thời gian này thì tài lộc nó vượng tiến, đúng không ạ? Tiền bạc thì nó cũng đầy nhà. Và bên cạnh đó, những người tuổi Mùi cũng sẽ có cái vận trình tình cảm vô cùng là hanh thông thuận lợi đấy. Các bạn sẽ được tận hưởng cái niềm hạnh phúc riêng của mình. Với những người độc thân thì các bạn biết mình cần tìm một người như thế nào, nên là không phải tốn quá nhiều thời gian cho cái đối tượng không phù hợp. Cũng nhờ vậy mà quý vị sớm tìm được những người như ý. Bên cạnh đó, nhờ cái tính cách dịu dàng, chu đáo mà những người tuổi Mùi cũng sẽ ghi điểm ở những người xung quanh. Có người sẽ chủ động tìm đến làm quen với các bạn. Một số người có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Cái việc tiếp xúc, gặp gỡ với người đó hay không ấy thì hoàn toàn nằm ở quyết định của các bạn. Xong, khuyên các bạn nên cởi mở, hãy thử trò chuyện với đối phương xem sao. Biết đâu hai người sẽ có nhiều cái điểm chung đấy. Còn với các cặp đôi hoặc là với cặp vợ chồng thì cả hai đều đã trưởng thành hơn trong các mối quan hệ. Đôi bên cũng biết lắng nghe, biết bao dung, biết tha thứ cho nhau trong những cái lỗi lầm và cùng kề vai sát cánh trong cuộc sống khó khăn. Đôi khi hai người vẫn có xảy ra những tranh cãi, nhưng đó cũng chỉ là cái gia vị để thêm nếm vào cái tình yêu của hai người mà thôi. Sau những lần giận dỗi thì hai người sẽ cảm thấy quý trọng hơn, thấu hiểu hơn và trân trọng hơn cái hạnh phúc mà mình đang có. Vì vậy, để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3 ngày cuối tuần. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tuất, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Tỵ và 4 là tuổi Mùi. Thì 4 con giáp này dễ được bể trên ban lộc, thần may mắn gọi tên và có cơ hội gặt hái được tiền bạc, tài lộc trong 3 ngày tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.